đi ra ngoài vườn đây, thu hoạch được tổng cộng 3 bọc rau này. Đây là bí, rau đây rau mùng tươi. Đây là bịch rau muống này. Xả, đây là ớt đây. Mấy ít rau sống này về ăn này. Đó. Quay cho mọi người xem bữa tối của mình với Hương này nhá. Tưởng đơn giản nhưng mà nhìn bày lên lại ngon này. Đấy. Bún rau đây. Thịt áp chảo, đây là món lộm tai. Mời tất cả mọi người ăn cơm tối cùng mình nhá. Mời tất cả mọi người ăn cơm tối ạ. Chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với video clip tiếp theo của mình. Thời điểm hiện tại thì mình với Hương đang trên đường đi hái rau đây, ra ngoài vườn hái rau nhá. Hương thì ở trên tỉnh Nagado, là Hương làm nông nghiệp ấy, trồng rất nhiều rau. Nên là hôm nay đi nấu cơm chiều thì ra ngoài vườn hái rau nhá. Đây cái cung đường hiện tại mình đang đi đấy, cung đường đi ra ngoài vườn hái rau đây. Cái chỗ Hương làm nông nghiệp nhá. Đường cái khu này rất là dốc, bởi vì xung quanh đây toàn đồi với núi ấy, mọi người nhìn thấy đây, toàn đồi núi thôi. Những cái căn nhà ở đây người ta đang xây đây cũng hồi trước cũng là đất đồi ấy. Người ta san đồi san núi ra, người ta xây nhà ở đây. Đâm ra là mọi người sang bên Nhật thì vào những cái vùng quê ấy, mọi người sẽ thấy những cái cung đường dốc như này. Phía đằng trước mình đang quay được một ngôi chùa này. Công nhận là đi cái cung đường này nhìn bằng mắt thường thì thấy bình thường, nhưng mà khi mình quay lên camera, quay lên hình ảnh ấy, quay lên video thì cảm giác là nhìn hình nó đẹp hơn này. Đây là cho mọi người đi du lịch qua màn ảnh nhỏ. Mình không nhầm thì những cái bông hoa ở ven đường đây là dại mọi người ạ. Nước rãnh này, nước rãnh trong ấy. Đây, hoa này hoa mọc dại chứ không phải người ta trồng gì vậy. Kiểu cái hạt hồi trước nó rơi từ trên đi xuống, nó mọc ở kẽ đấy. Chứ làm sao người ta cho có thể trồng được ở cái bê tông này. Mọc dại mọi người ạ. Xung quanh đây gần đối với núi nên là cái nước ở cống rãnh nó chảy quanh năm suốt tháng luôn. Đây, quay cho người xem đây. Nó chảy từ trên núi xuống. Đây dưới đây là ngô này. Đây đỗ à? Ngô đỗ. Đây trồng rất nhiều ngô đây. Đây quả quay cho mọi người xem này. Bí ngô này siêu to. Cái giống này giống của Nhật nhỉ, không ở Việt Nam. Việt Nam nhìn quả nó khác hẳn. Nguyên một cái dàn này rất nhiều bí luôn. Cái quả giống của mận nhá. Ui, nhưng mà một tím này như quả chín hay sao đấy. Quay cho mọi người xem đây, cái quả màu tím này nhìn như kiểu quả mận đấy, ăn ngon lắm. Ăn chua chua chấm một canh ngon. Ui nó rụng đầy này. Ui cao thế, không vặt được. Mình không biết tên là quả gì nhưng mà đây nhìn thoáng thoáng qua thì giống quả nho, nhưng mà ăn thì chua chua lại giống quả mận. Hay ít về ăn nhá. Kê trong bán à? Hôm nay ra ngoài vườn hái rau nhưng mà hái ít quả mọi người ạ. Hái ít quả đây, mình chỉ vặt nhanh thôi. Nhanh. Cây này thì trồng không bán mọi người nhá. Đây nhìn thấy ít quả nho luôn này. Mà mọi người nhá, nhưng mà người nhìn thấy quả nho không? Chua chua nhất nhất còn ngọt. Chấm canh ngon tuyệt luôn. Ăn vị giống ít quả của bạn luôn mà mình không biết tên quả này là quả gì. Hương hái được 2 quả chuột đây. Chuột giống Nhật Bản. Mình hái ít rau bí về. Mình mang về đây. Bên đây là Hương có dàn đỗ đây. Đỗ này nhìn giống kiểu đỗ đũa. Hái về xào. Mình lên chơi được mấy ngày thì hôm nay buổi cuối đi ra hái rau, về nấu cơm xong là ngày mai mình về nha. Hôm rồi cũng có lên phố chơi nhưng mà đi phố thì được đúng cái hôm thời tiết của chúng không ủng hộ, mình không quay được video. Về quê quay thôi. Đây, cho đây. Bên đây Hương có cả rau dền đây. Rau dền này, rau tía tô, là tía tô. Ớt đây, nó cứ bẹn thành chùm một. Đây vạch miếng này là ra. Cái này mình tính thì tính cỡ phải 100 quả, 200 quả không hết. Nhiều như này. Thành bẹn một. Nhưng giống này không biết có cây không? Đấy cái em mua giống ở cái cây của anh đấy. Đây cái ớt này mà cây là tuyệt vời mọi người ạ. Rau húng, húng quế. Ừ. Húng quế lên tốt thế. Húng quế đây cũng húng, đây là húng bạc hà đây. Húng bạc hà với húng quế thì là mùi giống mùi Việt Nam nhá. Ui cho dặm lên ác này. Đất vườn trồng tốt hơn cái đất mình ở nhà mình trồng. Ở nhà mình trồng ấy thì đâu có muốn chậu. Bạc hà đợt trước đánh lên đây á. Quay cho mọi người xem đây, đợt trước mình đánh lên có khoảng mấy nhánh thôi. Đánh lên mấy nhánh mà Hương trồng đây. Trồng đất ngoài vườn nó lên ghê thật. Em cắt bớt vứt đi từ đây. Đây. Lên siêu tốt luôn. Rau răm.
Rau răm thì mọi người nhớ đợt đầu tiên mình trồng rau ở trên tỉnh Ibaraki ấy, mình cũng đánh cho Hương có 2-3 nhánh thôi mà giá nó lên này. Nó lên liên lị ạ, nhiều lắm. Một mình không ăn hết được. Bên đây xả này, xả thì mình cũng tí nữa mình nhổ ít về để mình trồng ở vườn nhà mình nhé, ở sân nhà mình. Đây xả mua có một cụm được mấy nhánh, lúc mua mấy nhánh? Đây mua 3-4 nhánh mà trồng mấy tháng rồi? Trồng 3 tháng mà nó lên nguyên một bụng to luôn này. Đấy. Xả bên Nhật thì cũng gọi là hiếm rồi nhá. Ở siêu thị thì người ta không bán. Thường thường thì chỉ mua ở các cái cửa hàng đồ Việt thì người ta bán thôi. Cây đã lốt lần trước mình cũng mua giống này, mình cũng cho Hương mấy cây thì một cây à? Có một cây. Ừ, một cây nhưng mà cây lá lốt thì không, nó không lên ác, không lên nhiều mọi người. Đây lên được có vài lá đây. Đây anh ơi nhìn đi này, đang ngọn rồi. Lốt là lốt đấy á? Đang lan ngọn ra đây. Đây thêm một cái ngọn nữa. Các rau còn lại tốt nhưng mà cái rau lá lốt này không ăn thua này. Rau này mọi người thành cây giống mới. Đây rau mọi người nhìn thấy không? Cực kỳ tốt luôn. Kiểu đất này đất làm nông nghiệp ấy, nó nhiều dinh dưỡng. Ui, cắt vài cái là một cụm rồi mà còn nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều dã man luôn đi, ăn được mình không hết. Nhiều lúc thì không có rau mà ăn, mà nhiều lúc thì rau trồng lên đầy. Đấy, rau răm cắt xong là mình cắt thêm ít húng đây, húng chó nha. Húng đây mình trước mình có cắt mấy nhánh mình ươm cho Hương tầm 5-7 nhánh này. Mà giá nó lên này, nó lên nhiều nên lan ra này. Có mà ăn cắt bát hết đi rồi quay ăn thì tô, lá tía tô cũng nhiều. Nhưng tía tô kiểu gì lá cứ xoăn xoăn xoăn. Đây là rau húng nhá, húng này gọi húng gì, húng quế à. Thơm. Cái này mà nấu cháo lòng mọi người ạ, cháo lòng ăn ngon này. Cháo lòng hoặc ăn thịt lướng. Thịt lướng mà có cái món này là thơm. Đất vườn nên ghê thật. Đây là lạc nhá. Lạc tầm đến cuối năm là rỡ được, tháng 10, tháng 11 là rỡ được. Lạc này, đây một cây tí tô nữa này. Ớt này ớt gì? Ớt chuông nhưng mà sao nhìn lạ này. Ớt chuông dạng ớt dài. Ớt dài kiểu dạng ớt xào mà ớt xào. Hôm nay ra là có rau gì mình hay hết. Đây nhổ nguyên cụm về. Đây, một cụm này về ăn thoải mái này. Mình với Hương hiện tại đang đi cắt thêm ít rau mùng tơi nhá. Mùng tơi lá to thế. To như nắng bồ đề này. Mùng tơi này. Đây là giống rau đay của Nhật nhá. Rau đay của Nhật nhìn nó hơi dị. Rau đay xanh, nhìn lá to. Khác hoàn toàn lá Việt Nam luôn. Ô nhưng quả nó giống quả Việt Nam không? Hương một mình ăn chỗ này nó không xoài được. Chỗ này trồng này phải mấy người ăn mới hết được. Hả? Cứ cắt đứng được. Lá ăn được là hay. Cái vườn này chỉ cần một trận mưa là rau tốt luôn. Kiểu Hương đi làm suốt ngày cũng không dọn được cỏ nên mà cây vườn cũng hơi nhiều cỏ đây. Đến lúc mà cày ruộng lên thì là người ta có mấy cây, người ta cày hộ. Đấy. Cày hộ mình chỉ cuốc đất, xới đất, mình trồng thôi. Hái mùng tơi rồi nên là sang đây hái thêm ít rau đay nữa. Hôm nay gió to quá, mình quay video cũng khó đây. Thôi rau đay cứ hái ít thôi, hái vừa vừa thôi. Hái ăn một hai bữa thôi, ăn nhiều cũng chán. Mùng tơi thì có thể nấu canh hoặc luộc hoặc là... Sao? Rau đay ăn một cỡ tầm 2-3 bữa, 1-2 bữa là được. Lên vườn hái một lúc rồi, đổ các loại rau. Hôm nay lên là tình hình là không có chủ ý là hái ớt nhưng mà mình vô tình ấy là mình đá vào cái ớt gãy cái ớt rồi. Cái nguyên cái ớt này ra không biết xử lý có gì ra cái ớt trồng 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 nữa là lại phải hái về mọi người. Thôi gãy rồi lại phải hái về ăn thôi. Hái về ăn này sống ở đâu? Quay người xem đây, không chủ ý hái ớt nhưng mà tiện lại có ớt ăn. Bắt đèn. Ớt này về xử lý nhá. To thật. Đây. Rau muống ở bên đây là trồng 3 luống rồi ạ. Trồng 3 luống mà không ai ăn. Hương thì không ăn hết được. Hương thì ăn thì thẳng bữa này bữa kia. Mọi nhiều quá giờ đang phải cắt đi đây. Đây. Quay cho mọi người xem cái cuống này. Cuống lên to ghê thật.
ra cắt để vứt đi, để cho nó lên rau tươi nhá, rau loan nhá. Vừa mình tắt máy quay là mình cắt hết luôn rồi. Hương kiểu làm nông nghiệp bên đây ấy, là làm cùng với hai người Myanmar, với cả cái ông chủ người Nhật nữa. Thì cái luống này là luống của người Myanmar nhá, luống của Hương đây, nhưng một mình Hương không ăn hết. Mà giờ cái cây nó lên to quá rồi, thế cuối cùng là mình phải cắt cái cây đi, cắt đi để cho nó lên lẩy cái mới nhá, lẩy lên cái mới nó loan đấy. Thu hoạch rau xong hết rồi đấy, mình đang đi hái xả đây, hái xả về vườn người trồng nhá. Xả nhiều quá nhưng mà cái gốc hơi sâu, mình đang phải đào đây. Lên. Ui. Đây mọi người nhá, cứ có rễ này vào trong được này. Ui ngon chưa này. Cắt này đi, cắt đây đây nhỉ. Cắt. Cắt lá đi, cắt lá cho gọn. Về trồng mình nhổ tầm 2-3 nhánh về trồng. Đây, 2 nhánh này về trồng thoải mái. Đây, đợt nọ Hương đi mua thì cũng chỉ có nhánh này thôi chứ có nhiều đâu. Ừ, con có mỗi nhánh này thôi. Mỗi nhánh về nó lên cả đống đây. Đi ra ngoài vườn đây, thu hoạch được tổng cộng 3 bọc rau này. Đây là bí, rau đây rau mùng tươi. Đây là bịch rau muống này. Xả, đây là ớt đây, mấy ít rau sống này về ăn này. Đó. Thu hoạch được mẻ rau xong, bọn mình đang trên đường về đây. Trời đã cũng tối rồi. Thu hoạch được ít rau về nhà. Hiện tại mình với Hương đang chuẩn bị cơm bữa tối nhá. Mình ăn lốt bữa tối, ngày mai mình về đi làm. Đây nhặt được ít rau đây. Bữa tối ngày nay thì bọn mình quay món bún này, ăn bún. Thịt này thịt áp chảo nhá, áp chảo mình ngũ với Hương. Cái tai này mình làm gỏi làm nộm đây. Nhặt ít rau sống này, tí ăn mấy thịt áp chảo với bún nha. Mấy cái lá tía tô, rau mùi, rau thơm này là ăn hợp với húng chó này. Ăn rất là hợp. Những cái rau này mà có món thịt lướng hay gì đấy này là tuyệt vời luôn. Bún ở bên đây là không có bún tươi như bên Việt Nam mình ấy, nên là toàn phải ăn cái bún này, bún đóng gói này. Luộc lên là không khác gì cái bún ở Việt Nam luôn. Đồ Việt Nam thì bên Nhật thì không thiếu một cái gì cả. Từ gia vị đến đồ ăn, đồ uống là người ta bán rất là nhiều nha. Rất nhiều quán Việt Nam mở bên Nhật. Đây là đậu tương nhá, đậu tương mua ngoài siêu thị này. Đây là mũ Hương mình nhá, đang ướp thịt đây. Bún luộc xong này, đấy, nó lở ra không khác gì bún tươi bên Việt Nam. Đậu tương đây. Đây là món tai lợn luộc nhá, tai lợn luộc làm gỏi. Thịt ướp tỏi ướt ngũ vị Hương này, bây giờ mình cho vào áp chảo. Rau sống này, bún được xong rồi, tai hiện tại là Hương đang thái nhá. Lộn tai. Đây, hành tây đây, hành tây ướp qua rồi, bớt hàng rồi. Hành tây dưa chuột, cho ít mì chính ở đây. Cái trộn nhạt nhạt chút tí. Có nhạt thì mình cho thêm, chứ còn cho mặn quá thì tí không chữ được. Đây, lộn này thì rất ngon này. Lộn cho thêm ít nạc, mình cho thêm rau thì là rau húng vào, thơm. Mình với Hương là làm gần xong hết rồi. Cái món cuối cùng của mình là cái món thịt áp chảo nha. Nhìn y kiểu món thịt quay đây. Đây này, ướp lên này. Nhìn rán lên, màu mè ngon thật. Đây, màu gọi là hồng rực luôn. Y kiểu cái dạng gì nhỉ? Thịt hun khói. Món thịt nha, món thịt thái xong rồi. Màu mè rất là ngon đây. Hoàn thành bữa tối. Quay cho mọi người xem bữa tối của mình với Hương này nhá. Tưởng đơn giản nhưng mà bày lên lại ngon này. Đấy, bún, rau đây, thịt áp chảo, đây là món lộm tai. Tình hình là cái bữa cơm tối của mình với Hương cũng xong rồi. Thì mời tất cả mọi người ăn cơm tối cùng bọn mình nhá. Mời tất cả mọi người ăn cơm tối nhá. Thì hôm nay là cái bữa cơm cuối cùng của mình ở trên Hương. Hôm nay là cái bữa cơm cuối. Ngày mai mình về rồi, nói chung là tranh thủ được mấy cái ngày nghỉ lễ thì lên chỗ Hương chơi thôi. Bữa cơm đơn giản nhưng mà chất lượng. Đây, rau sống chiều mình hái đấy. Rau chiều mình hái thì mình vừa mang về, vừa hái để bữa tối ăn luôn. Kiểu mấy cái rau này ăn mấy cái món này hợp này. Mùi thơm.
món thịt áp chảo nhá. Thịt áp chảo này hồi trước mình học trong quân đội, hôm nay làm kiểu dạng sơ sài thôi, làm nhanh nhanh để ăn để mai đi về đấy. Chấm vừa lắm. Em có chấm đâu. Em chát luôn cho ăn mấy rau hợp. Ăn mấy cái rau rất hợp rồi kìa. Cái tai hôm nay là cái mua được cái tai to. Đồng kèm với cái dưa chuột đây, dưa chuột với tí hành. Thế mà đầy một đĩa to này, nguyên đĩa to. Một đĩa. Giòn giòn. Sột sột nhỉ anh nhỉ? Sột luôn. Ngon. Hôm nay gia vị là vừa vặn mọi người ạ. Từ cái món nộ đến cái món này là mình chấm theo này nữa. Pha cái nước vừa đủ, ăn là hợp, ngon. Và ăn kèm thêm mấy cái rau này, chuẩn luôn, chuẩn bài luôn. Hương thì ở trên đây mấy năm rồi, hơn 3 năm rồi, ở một mình. Có mình lên đây thì còn là có người ăn cơm cùng, chắc bình thường hàng ngày là cũng ăn một mình rồi. Như kiểu mình cái Hoàng dưới kia ấy, là hai anh em cũng làm ở cùng nhau ấy, nhưng mà ăn riêng. Mỗi người ăn một giờ. Căn bản cũng không ai làm giống ai cả, mỗi người một giờ rất khác nhau. Thịt chín vừa mềm. Nói chung đồ ăn đây thì là đồ ăn của Nhật, nhưng mà món ăn thì là món ăn phong cách Việt Nam nhá. Bên Nhật thì người ta nấu ăn rồi là cái gia vị của người ta khác hẳn với người Việt Nam mình. Nên là người Việt mình sang thì đa số mình thấy mọi người nhá, sang bên Nhật là đa số toàn ăn gia vị của Việt Nam là chính. Bọn mình sang đây mấy năm rồi, từ bột canh, mì chính các kiểu ấy, là nước mắm ấy, là toàn mua của Việt Nam nhá. Bởi vì đồ Việt Nam ở đây người ta bán rất là nhiều, không thiếu cái gì cả. Cứ alo đặt người ta, nhắn tin cho người ta là người ta ship đến tận nơi luôn. Đó, tiện. Tao không nằm ở ngon. Ngậy quá. Bữa ăn đơn giản nhưng mà ngon. Ngày hôm nay mình chủ yếu là đi quay cho mọi người xem mình đi lên vườn hái rau đấy. Rau của Hương thì nhiều nhưng mà một mình Hương thì không ăn hết. Hôm nay nên mình lên chơi là ăn ké mang về. Kiểu Hương có đất mà, Hương có đất và trồng một mình trồng nhiều rau, không thể hết được. Mình cái đợt kỳ nghỉ lễ Ô Bông ấy thì mình được nghỉ chục ngày, nhưng mà trong khi đó thì mình được nghỉ mấy ngày xong mình lại đi làm đấy, chứ không phải là nghỉ tất cả. Kiểu công ty của mình ấy, trong đó cái xưởng của mình là nhiều việc là mình vẫn đi làm thêm. Cái sở nào ít việc thì nghỉ ở nhà thôi. Như Hương làm đơn nông nghiệp đây thì là Hương có nhà làm suốt quanh năm ngày tháng mà hầu như không được nghỉ mấy. Mình thì mình quay video quen rồi, nhưng Hương là Hương cũng hơi ngại quay video ấy. Mình thì gọi lên đây thì mình bảo quay cùng cho mọi người xem cho nó vui. Chứ Hương thực ra Hương ngại quay video. Xem video nào mọi người cũng thắc mắc là mình hay đổi mũ. Mình vẫn giải thích thường xuyên ấy, là do tóc mình bị rụng, mình cắt chọc đấy. Thế là mình đội mũ vào quay video cho nó đỡ buồn cười. Kiểu mình thì mình cũng giải thích ở nhiều video rồi, nhưng mà nhiều người chưa xem được thì mọi người thắc mắc thì mình vẫn phải hay giải thích thôi, cho mọi người hiểu. Thì tình hình là cái bữa cơm tối mình cũng quay đây thôi, thì ngày mai mình phải về sớm ấy, nên là hôm nay cũng ăn nhanh rồi đi nghỉ. Thì mình cũng xin được cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video clip này. Nếu mọi người thấy quý và thích ấy, thì đừng quên ủng hộ mình bằng một lượt like video và một lượt đăng ký kênh YouTube của mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.